điều tra vụ ngư dân bị dìm xuống biển dẫn đến tử vong. Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ ngư dân bị nhóm người đi biển cùng dìm xuống nước tử vong. Tối mùng 3 tháng 12, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ một ngư dân bị dìm xuống biển tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 26 tháng 11, trong lúc tàu cá mang biển kiểm soát Bồi Thường 965 đang đánh bắt trên biển thì ngư dân tên P xảy ra mâu thuẫn với người đồng nghiệp tên T. Tại đây, V đã ôm T nhảy xuống biển. Sau đó, ba ngư dân khác trên tàu cùng nhảy xuống hợp sức dìm T xuống nước. Khi T có dấu hiệu bị ngạt nước, nhóm người trên đã đưa nạn nhân lên tàu nhưng tử vong sau đó. Sau khi T tử vong, thuyền trưởng tàu cá đã điều khiển tàu vào bờ và cùng các ngư dân đến công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trình báo vụ việc. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra. Trong quá trình điều tra, một ngư dân cho biết đã chứng kiến T bị nhóm người của P dìm xuống biển. Trước đó, dư luận cả nước bức xúc việc ngư dân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình bị ba đối tượng đi cùng tàu hành hạ dã man bằng cách dùng kềm bấm vào lỗ tai, ngón tay và miệng. Vụ việc trên được xác định xảy ra tại thị trấn Sông Đốc.